Lâu lâu Thắng Đô mới được giới thiệu tiếp mà với anh em cặp loa Yamaha NS890. Lâu lâu là mới về. Bình thường về toàn 690 thôi, thỉnh thoảng về cặp 1000. Cặp 1000 cũng đã hiếm nhưng mà cặp 6890 em đang giới thiệu các bác nó còn ít hơn. Đấy, nó có NS1000 hay là các dòng 690 thì nó đều 3 loa. Còn mỗi cái anh 890 này thì anh lại 4 loa. Cho nên là các bác cứ hiểu là nó nhiều đường tiếng hơn, nó nhiều loa hơn thì nó sẽ chi tiết hơn. Và những cái góc khuất nào của âm thanh thì những cái con mà nó nhiều loa thì đương nhiên nó có lợi hơn. Cái điều đấy mình phải khẳng định rồi. Nó nhiều đường tiếng ra, nó nhiều loa ra thì nó sẽ thể chi tiết hơn. Cặp loa 890 này nó sở hữu bass 30. Thùng thì nó cao hơn những anh em của 690, nó cao chắc khoảng 70. NS890 nhá. Các bác nhìn loa tép ở trên cùng nó tách riêng nha. Còn ở dưới là hai cái loa trung. Một con trung giấy là trung trầm. Mà một con trung đôm. Tép đôm NS890. Cặp này về đẹp luôn nhá các bác nhé, đẹp long lanh. Bát 10 đẹp long lanh. Đấy, em đang quay chi tiết cho các bác xem. Dáng đẹp, tiếng hay. Đấy, Yamaha rất đáng để chơi và sưu tầm. Hàng Nhật xịn luôn anh em nhé. Hàng này thì không có hàng phách, đặc biệt là thế nhé. Những cái hàng Nhật này em làm em cũng thích bởi vì nó không có hàng phách. Những cái hàng bô làm thì cũng hơi bị hàng phách, hơi bị nhiều. Hàng này thì ít. Con âm ly thì sẽ ghép với con Kenwood 9010. Dạo này hay được về con 9010 bởi vì nó hay, bởi vì nó hội đủ các cái công nghệ anh em đang cần bây giờ. Có giải mã mà, có giải mã, có DAC đấy, tiếng hay mà thương hiệu cái nút nó vừa tiền. Và em ghép bộ này cho các bác là ăn chơi đủ món luôn. Cái món mà anh em ăn chơi bây giờ nhiều nhất thì là món giải mã, thì con 9010 nó có rồi. Đây cặp loa nhá, 80W max. Những cái dòng Yamaha này các bác để ý nhá, nó ghi công suất như vậy thôi. Công suất rất là nhỏ thôi nhưng mà tiếng nó rất là đã đời đấy, thì nó rất là hay. 9010 đây, Made in Japan, điện 100V, công suất 260W, công suất tiêu thụ. Các bác có thể lấy 260 nhân 0,7, 7642, 7214, 180W thì mỗi về nó ra khoảng 90W là công suất ra loa. Đấy. Còn tại đây các bác sẽ câu hỏi là 260W, 180W ra loa thì còn 80W ở đâu? 80W nó chuyển thành nhiệt năng nhé các bạn nhé. Do đó là nó sẽ cho cái chất âm đúng chất class AB chứ không phải là class A. Class A thì nó sẽ nóng hơn nhiều. Bộ này anh em nào mà đang có Smart TV thì đằng sau là có cái lỗ cắm quang, cắm cổng quang, cắm cổng optical đấy, hay còn gọi là optical ấy. Anh em cắm trực tiếp luôn vào đấy luôn nhé, không phải mua thêm một cái giải mã hay mua thêm cái gì cả. Bộ này hát cũng được, hát cũng được, nó cũng gần như là 2 trong 1. Các bác thêm con vàng Kenwood 9010 nhá, coi nhá, có giải mã. Con này kích thước rồi chất âm nó xem với con 890. Hình như là em có làm một cái clip so sánh con này với con 890 rồi thì phải, con của đời ông ấy. Thế, nó có khác cái thương hiệu thì đương nhiên là nó cũng khá là quan trọng. Cặp loa đẹp, chất nặng chỉnh chịch. Cặp này với cặp NS1000 với cặp 690 35 mã là ba dòng Yamaha bản thân em làm em rất là thích, thích cái chất của nó. Nếu có điều kiện em sẽ cho các bác xem bên trong của cái cặp loa này một vài nữa, nếu mà còn thời gian rảnh thì em sẽ tháo ra cho các bác xem, vì hình như là cặp này chưa ai tháo ra cho các bác xem. Còn đương nhiên là với những cái cặp này anh em đến mua tháo ra xem thoải mái nhé. Bây giờ em sẽ để các bác nghe một vài cái đoạn nhạc của cái bộ này. Thông tin thì anh nhân điện cho số máy 0983698887. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Cũng vỡ tan, đời tôi đánh mất.
giấc mơ không còn, biển xưa đã cạn, vắng em trên đời, biển thầm than khóc ngàn lần với tôi, cùng tôi biển chết, cùng em biển tan, ngàn năm nỗi đau, qua kiếp mấy ngàn. Cô đơn biển cạn, có người hẹn tôi cuối phương trời, biển xưa lắng nghe chẳng xóa nỗi niềm, biển không lên tiếng, đời tôi nhỏ bé trước những khát khao, biển tràn nỗi đau, tình em quá lớn những đam mê làm nên oan trái, sống dù nạo nề hãy âu không về, vắng em trên đời, biển thầm than khóc ngàn lần với tôi, cùng tôi biển chết, cùng em biển tan, ngàn năm qua kiếp mấy ngàn, cô đơn biển cạn, cô đơn biển cả.